Chào các bạn đã quay trở lại với Khoai. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái món rất là nổi tiếng tới Nhật mà bắt buộc ăn phải ăn mà. Phải ăn thử nha, dù không ăn được phải ăn thử. Đó là món sushi. Nhưng mà sushi mình đi một cái dạng này nổi tiếng đó là sushi băng chuyền. Thì hôm nay mình sẽ đi qua đây gần cả năm rồi nhưng mà bây giờ mình mới đi ăn kiểu vậy. 22 nồi bánh chưng bây giờ mới đi ăn sushi. Gần tới rồi. Thì cái tiệm này mình tìm trên mạng thôi, các bạn có thể kiếm các tiệm sushi băng chuyền trên mạng, nhất là trên map á. Quán này là cấp 3 sushi, nó có khoảng 300 mấy chục chi nhánh trên toàn nước Nhật. Các bạn có thể đến tất cả thành phố nào vẫn có cái chi nhánh của nó. Rất dễ tìm. Thì hôm nay thì mình sẽ đi ăn thử để coi thử nó làm sao. Thì thật sự là mình rất là thích sushi từ hồi qua đây mình ăn khá là nhiều. Rất là thích luôn á. Hôm nay là tại vì dạo này là mình đã được nghỉ mà. Nên là tranh thủ mình đi ăn được gì ăn, mình đi chơi được gì chơi. Đi thôi. Cái quán này á, cái bạn vô á thì nó sợ bạn đi bao nhiêu người và nó sẽ đưa cho bạn một cái thẻ để đi tới chỗ và cộng với một tờ nên thì gọi là giống như menu gì á, với lại một cái bảng như này, cái này nữa, ở cái này nó có sẵn thì ở chỗ mỗi quán nó sẽ có những cái menu cảm ứng gì nè đó, các bạn có thể lựa chọn cái đó. Nó có gì giá lên này luôn. Thì tụi mình ở đây là nghèo nên chỉ ăn 100 yên thôi. Nghèo nó nghèo. Thôi nghèo nó nghèo thì mà. Xích luôn. Đặt lại đi, đặt đi. Đặt hết đây. Có cá mì nữa vậy. Thì bên cạnh nó bán sushi đúng không? Thì nó còn có bán cả ramen hay là cả đồ nhậu này, cái gà chiên nè, kem, cả trà sữa nữa, cà phê các kiểu giống như là quán ăn bình thường. Một lần được bốn, mỗi lần order sẽ được bốn lần, bốn món. Rồi đi. Thì mình thấy bàn kế bên đó, khi mà order thì nó sẽ có cái xe chạy ra, nhưng mà biết bạn mình nó có không ta? Cái đó là tàu Shinkansen. Nó tới gì không? Đó đó. Mình đó, nó tới của này. Mình đó. Khi mà nó tới mình sẽ ấn cái nút này để trả nè. Trả xe về. Đổ chung luôn hả? Đó mà. Đó là wasabi. Đối Việt Nam mình không ăn được này đâu, nhưng mà xong bây giờ. Bây giờ thì ăn được rồi. Ngon lắm. Điều đặc biệt là hai mấy năm trời, mấy lần nhiều, rất là nhiều lần rồi thử ăn đồ sống nhưng mà ăn sushi ăn không bao giờ được hết á. Nhưng mà một hôm nọ anh mình có dắt mình tới đây ăn, mình ăn thử thấy rất là ok, và hôm nay mình quyết định quay lại lần nữa. Mình tức lắm, nhiều lần mình ăn không được, mình mua ăn không được là ăn không được, ăn xong cứ nhè rồi không ăn hết luôn mà. Nhưng mà hôm bữa cái quán này làm mình rất hài lòng được. Nên mình quyết định là sẽ quay lại. Chắc tại là bữa mua sushi rẻ tiền cái gì? Không, tao mua sushi đàng hoàng mấy. Nhưng mà không hiểu ăn không vô. Thôi buồn quá. Sushi này mình hả, mình order tới đâu người ta làm tới đó rồi. Còn những cái mà có sẵn trên băng chuyền á, theo mình biết là khoảng người ta chỉ quy định là để khoảng 1 tiếng hay 2 tiếng, nếu mà không khách nào không ăn á, không khách nào lấy người ta sẽ bỏ luôn. Để nó không còn độ tươi nữa. Còn nếu mà mình order thì mình order tới đâu người ta sẽ làm tới đó luôn. Tại vì đảm bảo được độ tươi, ăn nó không có bị tanh.
Gừng. À, tới rồi kìa, tới rồi. Thì khi nào mà tàu tới thì trên này nó sẽ báo, xong mình chỉ cần ấn vô cái chạy ngược trở lại. Tôi nghĩ nó kèm cho nó đỡ ngán. Tôi nghĩ nó ngọt ngọt, mặn mặn. Ngon. Ngon lắm. Nhìn cái nước miếng luôn á thiệt. Nó có cái loại tương chấm riêng mà. Đây tương này tương của người ta luôn, sản xuất luôn mà. À. Tương này tương của cái quán này người ta làm luôn. À, hai thương hiệu gì? Nghe. Do cái quán sushi này. Cái này vậy luôn. Cái này vậy mà. Ờ. Nghe ha. Đang vậy nè. Bởi vì hàng gì? Đặc khác biệt này. Tại cái này cái gì? Cái này là gì nữa mà? Chắc qua qua sẽ bị tươi á. Tươi bột qua sẽ bị sao? Tôi mở sao? À rắc. Rắc, rắc, bột wasabi. Không, cái này là matcha. Cái gì kỳ vậy? Ờ, matcha. Không kỳ vậy. Matcha ăn cái gì á? Ăn đi. Bột quán. Cái này là cái gì? Tự tử. Đỡ gì nữa? Đỡ lên đi. Đói bụng quá. Giờ pha đã. Ờ, pha sao? Theo như mình biết đó là cái nước dùng này là để mình lại rồi. Cái nước dùng này để ăn với lại cơm lương. Sao đặt có một cái này vậy? Cho nhớ mình bấm sang cái. Nhưng mà bữa mình ăn thử với chung với sushi là rất là hợp lý luôn. Ngon lắm. Nhìn chế nha. Mình đổ hai cái luôn. Cái này tương ngọt. Lộn, cái tương này mới ăn với lại lương nè. Nhưng mà ăn với sushi rất là hợp luôn. Ôi sao gọi là sushi mà phải là sushi? Tao không biết nữa. Đọc vậy cho nó Việt Nam. Đâu Việt Nam nó ai đọc là sushi đâu. Sushi mà. Ngon lắm các bạn, phải ăn thử mới được. Mà không biết được đâu. Bây giờ mình ăn được hồi rồi, nhưng mà vẫn chưa no. Nè. Mà chưa có đã, mình còn phải ăn thêm.
Wow, hết sức đã luôn các bạn. Phải gấp đôi cái chồng này nữa. Đây, chị biết, nghe đi về. Ăn tiếp nè các bạn. Vô. Ngon chưa? Nhìn nè. Cho ha. Họ chấm đi. Ngon lắm. Ngon. Thịt luôn. Xúc sắc luôn, hết xe qua bãi luôn. Một người không biết ăn sushi. Dạ ăn sushi luôn. Mà ngon thiệt. Bình thường thì mình chỉ mua sushi rẻ tiền ở ngoài cái siêu thị á, nó có vài 300 yên thôi. Cái này đâu mắc không? Mà mắc hơn một tí. Mà ngon. Vài mà mắc. Mà người ta chế biến là chỗ. Là chất lượng của nó tươi lắm. Ở gần nhà mình cũng có một cái tiệm á. Không có tiệm, nhưng phải tiệm này. Tiệm cái truyền thống á. Các tiệm nó đó, tiệm cái là tiệm nó mắc lắm á. Tại vì các em thấy cá nó nuôi trong hồ tươi luôn. Là mình ăn hồi nữa là mình no. Chắc cũng phải là hai gấp đôi chồng nãy. Ok, giờ mình đã ăn xong rồi. Các bạn xem nè. Một chồng, hai chồng, thêm chồng nhỏ nữa. Chồng này màu khác. Màu khác thì tiền nó cũng sẽ khác. Chắc chắn nó sẽ hơn 100 yên rồi. Bây giờ mình sẽ đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, ok. Bây giờ tới tiền thì mình sẽ chọn ở đây, kiểu một cái kê nè. Ok nè. Một cái kê. Đó. Đó là bình. Cái hóa đơn này mình lấy mình lót. Lót đồ. Lót đồ ăn luôn phải. Hay. Nhà cái những cái này mình nhớ. Tan được hết chiếc nó sẽ là ở phía sau. Cái cuộc chơi giữa hết chiếc nó sẽ là ở phía sau. Sang sau. 110円の皿が2、4、8、9、20、16、18、20、22、24、26、28、28皿でございます。ありがとうございます。220円の皿のメニューは1つ、308円の皿がお2皿、198円の皿が3皿、110円の皿が28皿で4510円でございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あんはた、4500円。Hơn 900 thôi. 900, hơn 900. No căng bụng. No căng bụng luôn. Đã hồi đi ăn tiếp. Đã nghèo mà còn kiểu này thì chắc là nó mạt luôn á. Để cho mình cầm đây thôi đúng không? Ừ. Cái này người ta sẽ tới đếm gì cho mình sau sau đó thì cho mình biết là số tiền bao nhiêu, mình chỉ cần tới quầy được cái này tính tiền thôi.4500円でございます。クーポンやTポイントカードのご利用よろしくお願いいたします。わ、だ、だ、OK。
Thì ngoài cái mặt ăn tại chỗ thì ở sau đó còn có bạn thôi nè. Những cái phần mang về nè, nó sẽ tương đương những cái hộp đó ăn tất cả gia đình luôn á. Xuất sắc. Arigatou gozaimasu. Nó thì cái bà con là ha, xuất sắc luôn á. Đó, thì hôm nay thì mình đã giới thiệu cho các bạn cái quán ăn sushi ok, là ăn ngon. Lúc đầu mình không biết, mình tưởng là rẻ, nó dễ, nó không có ngon. Tức là giờ ăn xong mình thấy là rất rất là chất lượng luôn, rất là tươi, rất là perfect, nice. Thì các bạn có dịp thì hãy ghé ăn thử, sẽ cảm nhận được cái mà mình đang cảm nhận bây giờ, rất là tuyệt. Thì thôi, bây giờ mình đây là hết rồi. Hẹn các bạn ở video tiếp theo trong series về những chuyến đi và những món ăn. Các bạn ở video tiếp theo nha.